Chào tất cả mọi người, thì đây là những cái linh kiện cũ này. Đó, mình cậy từ những cái men bo mạch ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chế một chiếc mỏ hàn từ những cái linh kiện cũ thế này, mỏ hàn xung. Đó, 12V được kích bằng IRF 3205 nhé. Đó, linh kiện gồm hai con IRF 3205. Rồi, và hai miếng nhôm tản nhiệt cũng tháo từ men bo cũ ra. Và đây, có điện trở. Đó, 700. Ở đâu? 770 ohm. Đó. Và hai con diode xung nhé mọi người nhá. Đó, và con quả tụ bếp từ 50 cũng tháo từ linh kiện cũ ra. Đây, và mỏ hàn thiếc, mà cái viên áp loại ferrit. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra để quấn lại nhá. Chúng ta quấn 4 vòng nguồn điện áp cấp vào. Còn đầu ra của hàn xung thì chúng ta chỉ còn làm một vòng đút từ bên này sang bên kia là ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ cái này nhé. Đây, như vậy là mình đã bóc xong. Bây giờ mình sẽ quấn 4 vòng dây đồng đối xứng nhé mọi người nhé. Đây, mình đã quấn xong 4 vòng rồi nhé. Đó, chúng ta quấn băng keo vào. Và bện cái dây này nó lại như thế này. Đó. Thì cái này nó sử dụng linh kiện cũ, khá là dễ tìm. Đó. Rồi. Giờ mình sẽ lấy cái dây đồng lớn để quấn bên ngoài nhé. Mình sẽ sử dụng chiếc ống ghen này để cách điện cho cái sợi này nhé, khi nó nóng lên nhé. Đó, đây mọi người ạ. Đó, như vậy là mình đã uốn xong này mọi người này. Chỉ một vòng như vậy thôi nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp loại ferrit này. Đó, chúng ta lắp lại như thế này. Như vậy là hoàn thành mọi người ạ. Đây, mình sẽ sử dụng cái băng dính này để cố định lại cái lõi này nhé. Thì băng dính này nó chịu nhiệt khá là cao. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành hàn hai con phết vào đây này.
mọi người cái cách mà đấu thành công nhé. Đó, đây, mình cho mọi người xem con cảnh này. Đó, chân số 3 chính là chân mát, chân giữa sẽ là câu quả tụ 5 mi này này. Đó, rất là đơn giản thôi mà cực kỳ là mạnh luôn. Rồi, video mình kết thúc tại đây nhé. Xin chào tạm biệt mọi người.